Thôi thì em không cần giới thiệu nhiều. Em này chạy 3 cầu lo A, B, C, A cộng B hoặc A cộng C quan lấn là 2 cầu nha. Lo nét nha, đây nút ton để chúng ta chỉnh được ba cái này. Và FM. Đấy. Rất là đẹp. Đây. Về độ đẹp của nó thì các bác khỏi bàn nha. Những con này mà ship về với độ đẹp như này rất là mừng, tại vì nó cực kỳ là khó mà để những con mà nó mặt nó đẹp như thế này. Đây. Cái này thì em nói thiệt nha, tại vì những dòng con set mua bên Mỹ về nó cực lắm, nó không như những dòng Sansui nó có dấu gỗ ốp trên này là nó không bị này. Còn con này cái nó trần trụi bây giờ nó hay bị đấy, nên mua được những con mà nó về nó còn nguyên vẹn mà nó đẹp như thế này là rất là vui, cũng như để đưa lên cho các bác thì cũng các bác cũng rất là ưng bụng. Đây là vào gỗ của nó bên trên nó này, nói chung con này đẹp khỏi phải bàn luôn. Cơ bản các bác nào có nhu cầu thì alo, công suất là 550W điện 120V. Đây, con set 6.5. Đây là đứng cổng phono này, cổng đường tín hiệu vào cái gì ra, cần anten. Đấy. Sau đây là con này nó dễ mở, em sẽ mở luôn cho các bác coi bên trong như thế nào. Đấy. Nhiều bác rất đi săn lùng những con này rất là nhiều. Nó đánh loa những cái loa mà chịu đòn nghỉ sướng lắm, tiếng nó lực nó căng. Đó là đặc trưng của những dòng con set. Và đánh loa RB, đánh loa AR, vân vân, loa Pioneer 180A 933 905 em nói triển tắt nha, không ngán loa nào hết. Đây là ruột gan của em nó chạy 4 sò sắt như thế này thôi. Đấy, đồ mới chờ hai tôi nguồn. Về phần dòng con set thì nó hè trang bị toàn là linh kiện to thôi. Linh kiện toàn chi số lớn không nha các bác, chứ không phải bình thường nha, những chỗ nó này khiếp lắm. Toàn là dòng lớn không à. Nên lực tiếng nó ra cực kỳ mạnh mẽ. Sexy là mè kiểu như inox nha. Rất là sáng. Tất cả là nguyên bản, chạy tụ là 63V nha. 10.000 UF, 10.000 mi đó. Rất là đẹp. Hay là 4 con đèn riêng theo máy. Có thấy được cái đồ đẹp của nó nha. Nhưng các bác mua hàng mình em yên tâm, là hàng bãi. Cái là hàng bãi, không nói hàng bãi. Mình. Đấy, rất là đẹp. Về cơ bản thì chắc âm con này nó so với tầm giá con Sansui 7070 thì con 6.5 này nó ăn đứt rất là xa nha. Nó hay hơn cả 7070 mà không, mà sao là tại sao thị trường Việt Nam lại chuộng những con Sansui hơn. Mà những con này nó rất là khó mua, chứ không phải đơn giản, nó không có nhiều đâu. 7070 thì mua có, nhưng những con này lâu lâu nó mới có hàng. Rồi, em xin phép là dừng video, tiếp tục là em khui những cặp loa để tư vấn cho các bác, để các bác biết đi trước, biết đến những cái dòng concept thế này. Nó rất là hay. Con bé không bao giờ qua được cái chất âm của con concept 6.5 này được.